Khi làm việc với phần mềm Active Inspire, chúng ta có thể chèn thêm trang để triển khai các nội dung theo kịch bản. Để chèn thêm trang, chúng ta có 4 cách sau. Cách 1, nhấp chọn nút Next, mũi tên qua phải trên thanh công cụ. Cách 2, ngay trên nền trang hiện tại, nhấp chuột phải chọn Insert Page, Blank Page, After Current Page. Cách 3, trong trình duyệt trang, chúng ta chọn vào Button ngay góc phải của trang và chọn lệnh Insert Page như cách 2. Cách 4, dùng lệnh Insert trên thanh trình đơn Menu Bar Insert Page, tương tự như cách 2.